Thôi. Ừ, nước lên. Đi siêu cái đấy. Ừ. Thôi. Cái chân đá này nó làm nào mà đẹp không nhỉ? Cái đá này nó kiểu họ phải mài. Đục thì nó mài nó là ừ. Đi tiếp thôi này. Lên đi thỏ. Lên thỏ. Thôi. Tiếp tiếp. Thôi. Tiến lên. Tiến lên. Ta phải đi trước. Ừ. Cẩn thận ngã. Lên lên. Lên. Đi trước đi. Thỏ. Yo. Thở đâu? Thôi. Cái này nó xây xi măng rồi. Nó lại xây xi măng tốt. Thở. Lên đi. Lên thở. Thở. À. Ừ. Chắc mưa nó mới chảy vậy mà. Nó cạn là mùa không mưa rồi. Ừ. Mùi thơm nhỉ? Thơm hơi chín. Cái chín nó rụng thì nó rụng rất nhiều. Thôi, quay về đi. Quay về khó. Thỏ đâu? Đi thôi, đi thôi, đi đi vô 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 đi ngã đi rồi.